Chắc chắn là cái ông Liverpool video này xem đã từng một lần trong đời rất là mơ ước chơi được giao diện của Minecraft PC trên Minecraft Bedrock đúng không? Tôi biết mà, thương, thương lắm đó. Và cái ông đã xem đúng video rồi đó. Hôm nay tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực. Rất là dễ dàng mà mấy ông không cần giả lập Minecraft PC trên điện thoại luôn nha. Ok, đầu tiên thì chúng ta cùng khám phá thử coi cái giao diện này có cái gì nha. Mình vô đây là cài đặt này. Wow, giống PC thật đấy. Đây, đây là điều chỉnh đồ họa này. Đây là điều chỉnh cơ bản về cái profile nè. Và chúng ta cùng kéo được cái tầm nhìn nữa. Đây là cái texture pack này. Giống như PC thật luôn. Và mình có rất là nhiều texture pack nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong để xem cái giao diện tạo thế giới coi như thế nào nha. Giống thật sự. Chạy rất là mượt luôn nha. Mình bấm một cái kịch là vô liền. Và chúng ta sẽ cùng vào tạo thế giới xem nha. Đây, đây là một vài cái gợi ý nè. Và chúng ta cùng vào tạo thế giới. Giống vãi. Và ở đây nó hơi bị lỗi một xíu, nhưng không sao, mình có thể cài đặt được mà. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh thang chế độ sáng tạo để cho dễ chơi nha. Và chúng ta sẽ cùng tạo thế giới thử nè. Tạo nồi. Ok. Các bạn xem này, nó có chạy vòng vòng giống như là cái của PC luôn ấy. Phải nói là cái mod này làm cực giống luôn nha các bạn. Ok, vô rồi này. Và cái giao diện chơi thì vẫn như cũ các bạn. Và video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mod cái giao diện chơi này y chang Minecraft PC luôn nha. Bây giờ mình sẽ khám phá thử tiếp coi cái mod này có gì nha. Bản cài đặt này. Đỉnh á. Vào bên trong thử này. Rất là đẹp luôn nha. Đây là cài đặt nút này. Đây là cài đặt về profile nha. Là những cái gì mà về nhân vật của các bạn đấy. Và đây sẽ là khung chat này. Đẹp thật sự ấy nha. Chúng ta cùng chat thử thôi. Mượt mượt, rất là mượt luôn nha. Và chúng ta sẽ cùng thử sẹt nha, thử dùng lệnh nha. Đây, mình sẽ biến nó thành buổi tối thử nha. Được luôn đây. Rất là nhanh luôn nha, rất là mượt nha. Mình sẽ chuyển là buổi sáng cho dễ nhìn nha. Reaper. Mới buổi tối mà bạn đã hiện ra rồi. Đây, phần list player này. Nhìn đẹp ghê luôn á. Đây là cái phần mà hiển thị tất cả người chơi trong thế giới các bạn nha. Các bạn vô server là có một đống tên luôn á. Và những cái khung giao diện rất là đẹp nha. Ở đây chúng ta có độ khó, độ dễ này, rất là dễ dàng thao tác luôn á. Và chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên để có thể điều chỉnh chi tiết hơn. Rất là ok luôn nha. Đây, khi mà các bạn bấm vào cái nút bên trên thì nó sẽ thay đổi cái chế độ nhìn nha. Đây, mình đã có cái chế độ nhìn góc nhìn thứ ba nè các bạn. Ok đấy nha. Mình sẽ chơi hành cái chế độ sinh tồn có sẽ như thế nào nha. Ok, cũng ổn áp đây. Ok, không khác gì hết. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải và cài cái mod này nha. Đầu tiên thì các bạn bấm vào cái link mình để dưới phần mô tả. Các bạn dán vào trình duyệt và bấm vào. Đây, nó sẽ chuyển qua một cái link này. Và các bạn chỉ cần đợi hết cái số giây này. Và các bạn lướt xuống dưới, các bạn bấm tiếp tục. Đấy. Và các bạn cứ tiếp tục. Khi nào mình nó ra cái trang này là ok nha. Và các bạn bấm vào để tải về. Và các bạn bấm vào phần file để chỉnh sửa. Đổi tên nè. Và các bạn xóa cái phần chấm zip đi. Và nếu như mà nó báo lỗi chống mình á, thì các bạn sẽ xóa một vài ký tự ở trong cái tên nha. Chứ đừng xóa ở cái chỗ MC Pack nha. Đấy, giống mình sẽ xóa một vài cái tên. Thế là xong. Xong rồi thì mình sẽ vô cái phần mềm ZA này. Cái file mà nãy mình đã đổi tên đó. Và các bạn bấm vào. Xong rồi các bạn bấm vào cái nút kế bên cái nút xem này này. Thì nó sẽ có cái phần Minecraft nè. Mà chỉ cần bấm vào. Rồi, nó sẽ tự cài đặt cho các bạn. Và xong rồi thì các bạn vào phần Reset Pack. Đây, và nó sẽ có được cái respect, các bạn cài cái respect này vào. Thế là xong. Như vậy là đã hoàn thành rồi đó. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.